Như cô dâu có. Dạ có em bé. Có em bé hả? Wow. Dạ em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ổng thằng này. Quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào em Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại học quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra vợ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thế hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có thằng nào chạy tẩn lại. À nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á. Rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Của mình cũng thấy mình cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền, dạ. Đúng không? Bạn đúng đẹp không? Quá trời mà. Dạ, nói chung là cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận đứa cà visit rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ông dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha. Thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa. Cua đi mày được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh, anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình, vậy đó. Rồi cái tưởng đâu, không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin. Cái anh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau, ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trốn trại mình đi. Trốn trại. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em cũng chạy xe máy mà dòng hồi Xuân Hương, mà bữa đó mưa lốc bớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái vali ông sợ đi tới, kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn. Qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là thôi lên đây có hai mình thôi, quen anh đi. Thế mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi, chứ thấy ông này khoái mồ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Anh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ủa vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra. Nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em anh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. Em dạ, mới đồng ý lấy dạ. Đâu em quỳ thử cho anh coi. Mọi người có muốn coi cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi dạ, đó. Rồi. Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy hả? Dạ quỳ vậy đó anh. Tặng vậy thôi đó. Thôi đi, trả qua lại. Rồi quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Rồi cưới nhau thì đêm động phòng vui không? Dạ đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp, rồi thôi cho ngủ luôn đi. Ủa mà đêm còn là đêm quý giá mà. Dạ tại vì em là có đám hỏi nữa. Trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt rồi đi Đà Nẵng rồi cũng kiểu như chắc... là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng 2 giường xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường không biết ứng chứ ứng rồi gì dạ, ứng chứ rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt mà anh mò qua em mò qua sao à? Em mò qua em biết không chứ là mở đầu là ngủ chung rồi sau từ từ mới tính ABCD tới giáp.
À, từ A tới S. À, đúng không? À. Cái sau khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới á, lúc nào em cũng ghen chứ, em là ghen chúa luôn á. Tự nhận luôn. Mà, thì lúc trước khi cưới á, thì cứ lâu lâu, chừng 2-3 ngày á, là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu. Thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng, bảo tiên. 12 giờ khuya, bảo tiên. Qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Thế là em lồng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi. Tiên trong, là con nào? Tại vì dạ, trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Giờ ác ôn không ạ? Dạ, thì em nói là tổng đài nhắn thôi. Cái giờ thì cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mobile phone. Anh thử mà không bỏ dấu coi nó là sao. Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ, tính xấu thì nhiều lắm anh. Nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà anh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ông chiều xong rồi ông quay ngược lại, ông nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Với lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi, kệ không sao. Rồi cái sau này á, bắt đầu em có em bé rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ông kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Mà giết mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Mà hôm nay thì đây là cơ hội đấy em nghe. Thì hôm nay thì nói, nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như hồi nãy đó, tại em chiều vợ quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng muốn xài, phải xài mà là có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ không dám nói cái chữ làm biến đúng không? Dạ. Giống như bụt vào hổng thiên á. Thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên, nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn em nói thì vợ em không nghe. Không nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu lắm. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh của anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á, là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh bực bội lắm anh. Tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải đóng. Sốc đúng không? Dạ, sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy, gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình, thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có. Sẵn đà nói luôn, mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thế thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn, thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là gì nè, cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Dạ. Đừng có nói anh thay đổi. Dạ. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Dạ. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Dạ. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút. Dạ. Xíu. Và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Yeah. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cây tùng, cây bách nữa. Yeah. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và chúc cho mẹ tròn con vuông. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Em tự giới thiệu, em là Mai Văn Huy, 29 tuổi.
hiện đang làm bảo trì cho một công ty. Dạ, em đến từ Đồng Nai. Thế còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. Cũng ở Đồng Nai? Dạ, em vợ của anh nên em về Đồng Nai ở luôn. Ừ. À, chồng từ Đồng Nai lên đây. Dạ. Rồi hai em là lần đầu tiên gặp gỡ là ở đâu? Dạ, lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong cái đám cưới của một người bạn á. Ảnh là bạn của chú rể, còn em là bạn của cô dâu. Hai tụi em là đi bưng quả, ảnh lại phụ rể. Em nhìn qua thì thấy ảnh cũng đẹp trai. Trai đúng không? Dạ, mà ảnh cũng lịch sự lắm. Ít nói, con trai ít nói thì em thích. Thế còn Huy thì Huy có đĩa cô này không? Dạ, nói chung là mới đầu thì cũng có ấn tượng. Em ngó sang mà bên thì thấy cô nào cũng xinh hết. Nhưng thấy riêng cô này thì mặt đỏ ke. Đánh màu bị lố hay dạ, sao? Không, uống chắc uống cao thủ á. Định nổi đó. Thế là em mới xách bia qua mời. Thì mời được có một ly à, mà bị quất lại hai ly luôn. Thế là em choáng quá, chạy về luôn. Đổ mạnh. Cho cái máy đến tận gần lúc về mới dám qua xin số. Mới xin về bàn thôi mà bao nhiêu thằng nó bu lại. Nó xin. Mày có cho không? Dạ, có cho. Bạn đi dạ. 6 tháng sau, ảnh mới nhắn tin cho em là do sĩ diện kêu. Trời là 6 tháng luôn hả? Dạ, kêu là 3-4 đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá. Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Sao mà phải đợi tới 6 tháng sau? Dạ, nói chung là em cũng tải Zalo về á. Có số trong đó sẵn rồi nên nó tự trend vô. Thế là em thấy cô này con quen. Thế là em mới gửi một cái sticker hello. Ai ngờ chắc đang on. Gửi lại luôn. Thế là nhắn qua nhắn lại chắc hơn một tháng á. Thì hôm đó là 30/4 cô ấy xuống dưới Đồng Nai chơi. Yeah. Cái là em ghé nhà ảnh, tổ chức ăn uống ở nhà ảnh á. Xong bọn mấy đứa cao hứng dắt nhau đi Vũng Tàu. Ổng chạy ghê lắm chị ơi, em ngồi sau mà về là em ngồi sau là em khiếp luôn. Cái là cố tình để em ôm chặt á. Huy, có gì không? Dạ không. Không gì, thôi ông đừng chối ông ơi. Cái chiêu của mấy ông là tôi biết hết trơn. Hoặc là phóng nhanh, hoặc là chui ổ gà. Cái là em cứ đòi về, cái ảnh hứa là thôi thôi em cứ ngồi đi, anh chạy chậm lại. Cái rồi rảnh lắm đi xuống Vũng Tàu, đánh một vòng cái đi về vậy á. Vậy đó, ừ, đi yêu nhau là chỉ cần ngồi xe vậy thôi mà. Nhưng mà đi với một đám bạn luôn chị. Thì chính vì đi đám bạn mới vậy đó. Chứ nếu đi mình lỡ lại Vũng Tàu rồi. Trời đất ơi, đúng không? Điên. Cái đi về, cái ghé vô một cái quán bánh canh á. Cả đám ngồi ăn. Thì em cũng nói là thôi cái kệ cái chầu này để em trả đi. Tại vì nguyên ngày nay em ăn free rồi. Thôi cho em trả đi, em ngại quá. Cái mấy anh bạn thôi, đừng để đó tụi anh trả cho. Anh này rút bắp liền. Trả liền, ngăn liền. Dạ, anh Huy trả. Xong rồi đó, em mới con trai thì nói gì làm luôn đi. Em nghĩ, anh này cũng có cái tốt. Cũng có cảm lý tình. Lý do đó là nhờ cái quán bánh canh. Đúng rồi. Kể từ cái chầu bánh canh đó cho đến lúc yêu nhau đó. Lúc mà chính thức yêu nhau là bao lâu? Dạ thì khoảng hơn một tháng sau. Trúng cái sinh nhật của em. Nghe là anh kêu thôi anh lên chơi. Tổ chức sinh nhật cho em. Thì ngày hôm đó thì em cũng đi chơi với công ty, anh chị cũng tổ chức cho em. Cái là uống cũng hơi say say. Cái anh này lái xe từ dưới Đồng Nai lên đó, đợi em ở ngay nhà trọ. Em về là trong cái trạng thái là xỉn em, rồi. Dạ say rồi. Cái em đi lên mà em nhìn anh này không có rõ nữa em. Rồi lúc đó cái cảm giác em sao? Dạ em nhìn thấy trời ơi, mặt cũng đỏ ke như hồi mới gặp. Dạ, thế là em dìu lên phòng trọ mà trên lầu 2 là. Cô làm gì không? Dạ không. Em xem nó để ta từ từ. Không, lên đó thì em chỉ nói là anh ơi em mệt quá. Cái là em ngủ thôi. Ngủ một giấc từ 12 giờ tới 5 giờ luôn. Để em ngồi đợi vậy đó. Lúc lại dậy phải chắc đi ói nữa. Có hốt ói không? Dạ có. Đó. Thấy chưa? Lên mà hốt mâm luôn. 5 giờ chiều hôm đó thì em cũng ráng em dậy. Thì em cũng ngại. Mà em cũng có hẹn bạn chơi nữa. Xong tối hôm đó dắt anh này chung với cái đám bạn của em. Có nhậu nữa không? Em nhậu không nổi nữa, mấy bạn vẫn uống. Anh này uống. Cái là tới 11 giờ khuya, cái là anh chở em về phòng trọ, cái anh về lại Đồng Nai. Chị muốn hỏi em nè, cái cảm giác của em khi mà em thấy vợ em mà uống dữ dằn vậy đó, rồi ói mửa vậy đó, em có cảm giác là em muốn dừng lại không? Dạ, cũng cái lúc có đó, em nhìn thấy con gái xong mà ấy quá, quá lố ấy.
uống đồ dữ quá, nói chung về cũng nản nản. Là bữa đó là ảnh về anh muốn bỏ cuộc rồi. Ừ. Cái hai đứa cứ nhắn nhắn qua hỏi thăm, nhưng mà hồi hai đứa nói chuyện nó cũng hợp nhau á chị. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn, rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với ảnh luôn lúc đó. Cái thời gian tụi em yêu nhau thì yêu xa, mà một tháng thì gặp nhau có hai lần. Cũng có nhiều lòng mình tuổi thân. Thấy người ta chở người yêu đi rồi tặng hoa rồi các kiểu, mà sao mình Đồng Nai với Sài Gòn cũng đâu có xa lắm đâu chị. Nhiều khi em nghĩ là có khi nào mình đi làm về á, cái 8 tháng 3 cái ổng đứng đâu trước ngõ nhà mình rồi. Cái ổng một bó hoa, ổng chờ mình ở đó. Trời ơi, Hạnh nghĩ vậy thôi. Tưởng có khi tượng. Nào ổng vậy không? Đó. Cứ chờ, ai ngờ về nhà không có gì hết. Cái lên gọi điện cho ảnh. Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ảnh kêu, ngày gì vậy em? Ngày gì mà anh thấy bán hoa quá trời luôn. Mình nghe mình thấy bực bội trong người. Cái là em sạc cho một trận. Em khóc sầm lên. Cái là sau đó là mới rút kinh nghiệm là lãng mạn hơn chút xíu. Rồi yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ tụi em quen nhau chắc được hơn một năm ấy. Rồi hai đứa thấy cũng hợp, rồi lén lén rủ nhau đi chụp hình cưới. Giả đò đi chụp hình cưới thôi mà về cưới luôn vậy đó. Vậy là em chưa kịp đỡ tay rồi hình cưới có rồi đó, bây giờ là cưới thôi. Cưới luôn? À, dạ. Rồi cái đêm tân hôn có lãng mạn không? Cái ngày hôm đó ai mời cũng uống hết vui quá hay sao á. Đã vậy còn hả, đi chân không, quần thì sắn ống cao ống thấp. Trời thì mưa, đi chân không lết một lớp đất vậy nè anh. Tới rồi. Cái xong say leo lên giường ngủ. Trời ơi, em lên em thấy cái cảnh mà em muốn bỏ luôn á. Khiếp gì đâu á, đêm tân hôn là thảm hại lắm. Cũng trèo queo tới sáng luôn. Vậy đó. Rồi cưới nhau về thì anh ấy có nhiều cái tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là ngủ bất chấp á anh. Thứ nhất là nhậu về là không bao giờ tắm, bay lên giường là ngủ luôn. Từ lúc em về là em phải tống vô nhà tắm, em khóa cửa lại, rồi trong đó làm gì làm, bước ra cho em lại thơm tho em mới cho lên ngủ. Tiếp đi rồi ảnh hả là ngủ bất chấp, ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ ở cầu thang, ngủ ở ghế, ngủ ở dưới đất, ngủ ở đâu cũng ngủ được. Trời đất ơi, cơn ngủ đâu mà ngủ tới làm vậy? Ảnh có cái nữa là không bao giờ giặt đồ. Hồi xưa, nói chung là hồi xưa trước giờ là không có giặt đồ, mẹ giặt. Nấu ăn nè, rửa chén thì chịu, nhưng mà mỗi lần mà kêu anh ơi anh vô giặt đồ đi. Không, anh không thích giặt đồ. Có lần em mệt quá anh, hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Ủa nhưng mà là giặt tay hay là giặt máy? Dạ hiện tại tại có hai vợ chồng với mẹ không có nhiều đồ nên em giặt tay giặt thôi. Tay thôi có mấy... có con thì hãy mua máy giặt. Nghĩa là em bệnh ha em. Thôi đồ để mai giặt. Em nói đi, bây giờ tới em đó, em nói đi, nãy giờ thấy em cười không à? Vợ em thì được cái là rất là nhát nấu ăn. Đó, thấy chưa? Lười không nấu ăn. Đâu em. Bên đây lười giặt đồ, bên đây lười nấu ăn, ta phải có qua có lợi chứ. Lười ăn nữa. Lười ăn luôn. Dạ, lười ăn nên gầy. Ừ. Dạ. Rồi có cái tật là hay cào cấu ấy. Cào cấu trong lúc nào? Nói chung là nó có nhiều lúc không nghe, có những lúc cào cấu tôi thích lắm á. Nó cào cấu trong lúc nào? Bằng đêm hay bằng ngày? Nói chung là mọi lúc mọi nơi á. Ồ, lúc nào cũng cào cấu luôn á. Bực bực nói gì đó, bực bực là cấu nhéo không à. Em có bao giờ mà bị thương chưa? Dạ có. Cũng có ấy. Chạy máu luôn á. Trời ơi. Rồi còn gì nữa? Dạ ngủ thì hay kiểu như là vách chân vách cẳng lung tung á, xoay lung tung hết. Nhiều khi ngủ thấy khó thở á, mở mắt ra thấy mình cái giò. À, thường xuyên không? Dạ cũng hay lắm ạ. Tự nhiên đang ngủ bị nhiên thấy núi đè. Rồi còn gì nữa? Dạ có còn là hay kiểu như là mua đồ ấy ạ. Mua đồ nói chung là không kiểm soát được. Dạ thích gì là mua đấy. Là một nhà luôn. Giày dép là hai kệ. Để không hết. Quần áo cũng thế. Dạ đến khi mà đi đám tiệc hay gì đó cũng kêu là em không có đồ để mặc. Tiệc shopping. Bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? Nói chung là nấu ăn thì em nấu cũng được. Em chỉ mong sao mà ăn nhiều một chút. Với cái vấn đề chi tiêu á thì mình cũng biết hạn chế một chút. Cái gì cần thì mua. Có kế hoạch đó. Còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì?
Em thì chỉ mong Bin vẫn giữ mãi như bây giờ, tới hồi mà có con á thì mình phụ qua phụ lại, như giặt đồ mình không thích thiệt, nhưng mà sau này vợ làm cái này thì chồng làm cái kia, ảnh phụ em cái việc trong cái việc chăm sóc con nữa. Mà tiền ai giữ nè? Dạ tiền thì cứ tới lương là ảnh chuyển hết qua tài khoản em. Thì gì chuyển rồi, trời ơi đó, bởi vậy tại sao hỏi câu cuối cùng là chết chốt hạ cái chỗ đó đó, đúng là phải có cái kế hoạch chi tiêu, hiểu không? Yeah. Đã nghĩ tới chuyện có em bé rồi mà không có kế hoạch chi tiêu là chết. Mai mốt còn đồ em bé nữa, ghiền lắm luôn, thiệt. Nhưng phải có kế hoạch, em hiểu không? Thôi chúc cho hai vợ chồng em luôn vui vẻ, thuận thảo nghe. Và mau chóng có em bé. Dạ. Chương trình liên hệ với em. Tại vì trước khi ăn mất thì vợ chồng em thật sự là anh xin chia sẻ là anh rất là cảm động, thật sự anh rất là cảm động, bởi vì anh thấy được một cái sự khác lạ so với tất cả những số của vợ chồng son. Nhưng mà anh nghĩ đây sẽ là một cái phần rất là đặc biệt nhất trong tất cả các cặp vợ chồng son mà anh đã tìm ra. Trước tiên là anh xin thay mặt chương trình xin chia buồn và chia sẻ với em tất cả những thứ đang diễn ra. Rất vui mừng và rất là cảm kích với cái tấm lòng mà em dành cho chương trình. Em rất là vinh dự. Em rất là vui. Dạ đúng rồi, dạ bạn là Minh Khôi, bạn là Khôi Ngô, không
Minh đó. Là bạn Phùng Minh Khôi là do Hải Nam nhà em đặt tên, còn bạn Diệu Anh là ánh sáng kỳ diệu của em là em đặt tên. Nói chứ bây giờ mình vẫn phải theo một cái thủ tục đi. Đúng rồi. Dạ. Em tự giới thiệu bản thân nè, bao nhiêu tuổi nè, làm gì nè, rồi ông xã là tên gì nè. Đó, em coi như là có anh đang đồng hành với em trong cái buổi dạ nè. Dạ, mời em. Em tên là Kiều Vân. Em 34 tuổi. Em đang kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp. Chồng em là Hải Nam, là một người chồng quốc dân bằng tuổi của em, nhưng mà anh tuổi ông thì là 35 tuổi. Anh là kinh doanh tự do. Kinh doanh anh là kinh doanh có công ty cho thuê xe ô tô ạ. Bây giờ cái công ty đó là em điều hành. Dạ đúng rồi, công ty là em đứng tên, nhưng mà có em trai của em và em trai của anh hay phiên nhau điều hành của em. Dạ. Còn em thì giờ là chỉ chuyên tâm làm cái công việc làm đẹp. Dạ. Dạ. Em có ngại chia sẻ thêm chút xíu về cái công việc của mình không? Dạ. Spa, làm mỹ miệng. Dạ. Công việc của em là làm về phương xăm thẩm mỹ. Dạ. Thì thực ra thì hồi trước em cũng làm văn phòng. Nhưng mà em làm nhưng mà đến khi em có hai bé thì cái thời gian nó eo hẹp quá. Nên là anh đã ủng hộ em là không làm văn phòng nữa mà cho em đi học nghề rồi làm nghề. Thì thực ra anh là mọi thứ trong gia đình anh đều lo hết. Dạ, từ kinh tế, từ con cái, từ việc nhà, từ bếp núc. Nói chung thì em chỉ có làm cảnh thôi. Dạ. Nhưng mà làm cảnh cũng anh có bạn con. Dạ đúng rồi. Làm cảnh nó cũng phải ra cảnh nè, nó cũng phải đẹp. Nên là anh vẫn cho em đi học là rồi có nghề nghiệp, công việc của em cũng có rất là thuận lợi. Rồi cho em đi làm đẹp, cho em đi gặp gỡ, nói chung là rất là tạo điều kiện cho em làm cảnh. Nó một cách đàng hoàng. Thì công việc của em thì như vậy. Còn anh thì xong rồi em thì hay khoe chồng. Dạ, khoe về người chồng mà có thể làm được hết tất cả mọi vai trò công việc. Dạ, có một cái năng lượng nhiều đến nỗi mà lo tu toàn hết tất cả mọi thứ. Em chỉ là một món trang sức mà anh rất là nhân viên. Nhưng mà thì em hay khoe như vậy thì mọi người hay gọi chồng em là người chồng quốc dân, rồi em bị tu bảy kiếp, bị xây bảy tòa tháp, rồi mới có một người chồng như vậy, nên là mọi người cũng rất là mất để em. Thì đó là lý do tại sao khi mà anh mất thì chương trình đã cảm ơn em. Tại vì chương trình có nói là cái năm cặp cưới, nhưng mà em sẽ không muốn mặc áo cưới khi không có vui vẻ của mình. Và anh rất thích em mặc áo dài trắng. Chị cũng như một người chị đi có đợi cho nên là chị mới hỏi em đó. Em đang quen nhau, mình quay về quá khứ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần cái cơ duyên nào mà em và anh gặp nhau. Em đúng là khi mà chuyện đã xảy ra rồi thì em mới nhận lại chuyện nhân duyên, chuyện định mệnh. Thì em và anh gặp nhau là lúc mà em 13 tuổi, là trong một sinh nhật của một cô bạn. Thì anh là ở miền biển, em là ở miền núi. Bố anh cũng công tác bên miền núi, tình cờ cũng
Dạ đúng rồi. Tất cả mọi thứ. Đúng rồi ạ. À, ảnh không phải chỉ có một tình yêu ạ. Ảnh lo cho em có hai tình yêu ở nhà, cửa, công việc, tiền bạc và hai gia đình nội ngoại yêu thương và che chở em rất là nhiều. Chị nghĩ như vậy mà em cứ chịu chị dưỡng.